Xin chào các bạn đã quay trở lại với clip trải nghiệm của Toto Linh. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quán cà phê trên từng cây số ở quận Bình Tân. Thì trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau test hiệu năng của một sản phẩm router wifi, đó là Toto Linh A8000RU. Thì như các bạn đã từng, nếu như các bạn đã từng xem những clip trước của Toto Linh thì sẽ có một clip là unbox cái mã sản phẩm A8000RU này của mình với bạn Min thực hiện. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái vị trí đang đặt con A8000RU ha. Rồi, đây là vị trí đặt con sản phẩm A8000RU của chúng ta. Như các bạn cũng biết á, thì đây là một sản phẩm router Wi-Fi 3 băng tầng, tốc độ là AC4300. Thì sản phẩm sẽ được trang bị một cổng WAN và một cổng WAN và 4 cổng LAN ha. Tốc độ đều là chuẩn gigabit hết luôn. Rồi, thì hiện tại thì đang có một sợi dây mạng nối từ con modem ZTE của nhà mạng Viettel đến cái sản phẩm A8000RU. Thì mình cũng xin nói một chút qua là cái quán cà phê trên từng cây số hiện tại đang sử dụng hai đường truyền của Viettel, mỗi đường truyền là 300 megabit trên giây ha. Rồi thì hiện tại thì con A8000RU này đang cấp DHCP, tức là con modem ZTE của Viettel này đang tắt DHCP. Rồi bây giờ đầu tiên ngay từ vị trí này thì mình sẽ test về cái hiệu năng của speed test trước. Đó, như các bạn có thể thấy nè, là hiện tại thì cái điện thoại này của mình đang kết nối vào cái sóng wifi TTCS 5G, tức là cái sóng 5G của cái con A8000RU ha. Rồi, như các bạn có thể thấy ở đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Quán cà phê hiện tại là tuy khá là đông người nhưng mà do ở đây thì khách đến chủ yếu là họ không có sử dụng wifi nhiều, cho nên hiện tại chỉ có 10 thiết bị kết nối thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy xem thử xem là cái hiệu năng của con A8000RU này sử dụng đang nó có hiệu quả hay không ha. Rồi giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ thử nghĩ speed test trước nha. Đó, các bạn có thể thấy là tốc độ nó đang rất là cao ha. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy rõ ha, là download đang là 327 megabit trên giây và upload là 397 megabit trên giây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xem một cái video full HD hoặc là 4K trên YouTube ha. Rồi, giờ mình sẽ vào xem một cái video 4K. Do đây là cái iPhone 8 á, cho nên cái tốc độ cái độ phân giải tối đa nó đạt được chỉ là Full HD 1080 thôi ha. Cái này chúng ta sẽ bỏ qua quảng cáo một chút nha. Đó, các bạn có thể thấy là cái khả năng load video của nó rất là ấn tượng luôn. Hầu như là mình không cảm nhận được cái độ giật lag khi mà đứng ngay tại vị trí router. Rồi, thì như các bạn có thể thấy á, là cái không gian của quán này á, nó cũng khá là rộng ha. Bây giờ mình sẽ thử xem là vào ra một vài vị trí bên ngoài để xem thử là cái khi mà chúng ta có những cái vật cản nè, như là tường, cửa hoặc là những cái song sắt. Như các bạn có thể thấy đây là một quán cà phê về mô tô cho nên có rất là nhiều kim loại xung quanh, thì chúng ta sẽ ra những cái vị trí khác nhau để xem là cái sóng wifi nó có bị nhiễu bởi kim loại hay không. Rồi bây giờ mời các bạn ra trước quán giúp với mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ thực hiện bài speed test trước nha. Hiện tại thì mình thấy là cái hiệu năng của con A8000RU này nó vẫn rất là ổn định nha. Nó không có hiện tượng giật lắc. Đó, các bạn thấy là download với lại upload vẫn đang là 339 và 439 nha.
đây mình sẽ cho các bạn xem là điện thoại vẫn đang kết nối với lại cái sóng 5G của con A8000RU ha các bạn ha. Đó, đây, đây là cái sóng wifi của A8000RU ha. Đây, xe TTZ 5G và sóng 2.4G là xe TTZ. Rồi, bây giờ mình sẽ đến một cái vị trí thứ hai, đó là ở bên hông quán. Thì bên hông quán nó sẽ có những cái song sắt nó ngăn cản giữa cái con A8000RU với lại cái vị trí mà mình đứng test. Rồi, bây giờ mình sẽ ra ngoài đó xem thử luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cũng lại thực hiện speed test nữa ha. Giờ mình đang đứng bên ở bên hông quán. Thì như các bạn cũng có thể thấy là cái kết quả speed test á, do là nó đang bị có vật cản với là kim loại nên cái khả năng mà phát wifi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn chung lại thì cái tốc độ download với upload nó vẫn ở mức độ khá là ổn định là 270 Mbps trên giây cho download và 335 Mbps trên giây ở cho upload. Rồi, bây giờ mình sẽ đến một cái vị trí nó khó hơn một chút. À, cái vị trí này thì nó sẽ cách xa cái con A8000RU lẫn sẽ có nhiều vật cản và đồng thời là cái vị trí này nó cũng tương đối là nó khoảng cách nó rất là xa ha, là đó là mình sẽ qua bên đường bên kia thì nhắm chừng cái khoảng cách tầm khoảng là 50m thì mình sẽ xem thử xem là cái con A8000RU này ở cái băng tầng 5G nó có còn đạt được cái hiệu năng giống như là khi mình đang test ở ngay vị trí này hay không ha. Rồi ok. Rồi, như vậy là hiện tại là mình đang ở bên đường. Mình đang đứng ở bên đường của cách cái quán cà phê trên từng cây số tầm khoảng 50m ha. Thì cái vị trí này thì thứ nhất là nó xa, thứ hai là chắc chắn là vật cản nó sẽ nhiều hơn rồi. Vì bây giờ mình sẽ xem thử xem là cái khả năng bắt sóng của cái điện thoại với con A8000RU của mình nó sẽ nó có bị ảnh hưởng hay không ha. Rồi, bây giờ đầu tiên mình cũng sẽ speed test trước. Các bạn có thể thấy là cái A8000RU nó phát sóng rất là mạnh luôn. Ở đây mình đứng ở khoảng cách xa như vậy mà cái download nó đặn vang vẫn duy trì là trên 100 Mbps trên giây nha. Rồi, download hiện tại chúng ta thu được là 129 Mbps trên giây. Rồi, upload chúng ta sẽ có là 120 Mbps trên giây. Bây giờ để chắc ăn mình sẽ speed test lại thêm một lần nữa nha, để cho có được một cái kết quả nó khách quan với lại nó chính xác hơn. Download chúng ta được là 112 Mbps trên giây. Và upload chúng ta đạt được là 93.6 Mbps trên giây. Rồi, bây giờ mình sẽ xem video Full HD trên YouTube ha. À, mình xin lỗi, video 4K chứ. Đó, các bạn có thể thấy là mình load video cũng khá là sâu á, nhưng mà cái khả năng load của nó cũng rất là nhanh ha.
hầu như là mình cảm giác không có hiện tượng giật lắc luôn á, dù là chúng ta đang ở một khoảng cách rất là xa xa với lại cái con A8000RU nha. Đó. Rồi đây mình sẽ cho các bạn xem ha. Hiện tại điện thoại vẫn đang kết nối với lại sóng TTCS 5G ha của con ta A8000RU. Đây. Đó, chúng ta vẫn đang kết nối với con A8000RU bình thường ha. Hầu như là không có một sự giật lắc nào luôn, chứng tỏ là cái hiệu năng của con A8000RU này nó rất là ổn định. Rồi ok. Thì rõ ràng qua những cái bài speed test vừa rồi cũng như là bài test hiệu năng á, xem video trên YouTube, thì mình có cảm giác là con A8000RU này cái hiệu năng của nó ra cho rất là ổn định. Nhất là khi mà trường hợp mình đang đứng ở xa như vậy, xa so với là cái quán cà phê, cái nơi đặt con A8000RU, thì với một cái không gian rộng như quán cà phê thì chắc chắn cái thiết bị này nó sẽ đáp ứng được đầy đủ cho những môi trường như là nhà ở nè, văn phòng công ty nè, hoặc là những cái nhà kho, thì con A8000RU này đều có thể là cân được hết ha. Thì tất nhiên đây chỉ là một cái môi trường giả lập, cho nên cái tính tương đối nó cũng cái tính chính xác nó cũng ở mức là tương đối, nhưng mà về tổng thể về hiệu năng của sản phẩm thì nó rất là ổn định. Rồi video test hiệu năng về con A8000RU đến đây của mình xin kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ, và đồng thời nhớ đăng ký kênh YouTube Tô Tô Linh Việt Nam để cập nhật được những video mới nhất đến từ bên mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin lỗi các bạn ha, lúc nãy mình bỏ sót hai địa điểm chưa có xem video Full HD. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xem hẳn luôn là video livestream trên YouTube luôn ha. Giờ mình sẽ đầu tiên là vị trí là mình đứng bên hông quán. Rồi, như bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Điện thoại của mình vẫn đang kết nối vào cái sóng xe TTCS 5GZ ha. Giờ mình sẽ xem cái video livestream trên YouTube luôn. Đó, các bạn có thể thấy là video xem vẫn ổn định ha. Rồi, giờ mình sẽ xem video Full HD ha, video 4K luôn. Đó, như các bạn có thể thấy là video Full HD, Full 4K Full HD vẫn ổn định ha, không có bị tình trạng giật lắc. Rồi ok ha. Bây giờ mình sẽ đến vị trí thứ hai, cũng là vị trí test cuối cùng, đó là đứng trước quán. Rồi, giờ mình đang đứng trước quán ha, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, sóng wifi vẫn đang kết nối với lại xe TTCS 5G nha. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên mình cũng sẽ xem video livestream trước đi. Đó, các bạn có thể trải nghiệm ha, là video vẫn load một cách bình thường, không bị tình trạng giật lắc nha. Đó, độ phân giải vẫn là Full HD. Rồi, giờ mình sẽ xem video Full HD 4K nha. Đó, giờ mình đang xem video này là Full HD 4K 60 khung hình trên giây, 60 FPS ha. Đó, các bạn có thể thấy là không có tình trạng giật lắc luôn, load rất là nhanh. Chỉ trong tích tắc thôi là video chúng ta đã được tải một cách rất là nhanh chóng nha.
Rồi, ok.